Chào mọi người, Thi đây, Thi đây. Trong phần 1 thì Thi đã đưa ra những góc nhìn của Thi về những cái ngành nghề không nên học trong một hoàn cảnh, hay những cái ngành nghề mà độ rủi ro của nó thấp bất chấp dịch bệnh có thể để lại hậu quả tồi tệ như thế nào, cũng như là những cái ngành nghề sẽ ít chịu ảnh hưởng sau dịch mà các bạn nên cân nhắc. Mục đích cuối cùng của mình cũng chỉ là để giúp cho các bạn có thể chủ động kiếm được việc làm đúng cái ngành mà mình chọn thôi, hoặc chỉ ít thì cũng làm tăng cái khả năng kiếm được việc. Tuy nhiên nhiều khả năng clip của Thi up lên nó hơi trễ, hoặc là các bạn nhiều khi đã chọn được ngành trước khi xem clip của mình rồi, nên mình sẽ thêm cái clip này coi như là cái clip chữa cháy, để trong trường hợp các bạn phát hiện ra là mình đã chọn sai ngành, hoặc là suy nghĩ có nên chọn lại cái ngành này không. Cụ thể hơn là một khi dịch kết thúc thì chắc chắn là việc làm nó sẽ vơi đi ít nhiều. Chúng ta cần chuẩn bị cái gì để không lâm vào hoàn cảnh thất nghiệp? Nếu như các bạn còn đang đi học thì trong hoàn cảnh này, đây là một cái lợi thế cho các bạn. Đừng nghĩ rằng là việc nhà trường bắt học sinh, sinh viên nghỉ học trong thời gian dịch để làm cản trở việc học của các bạn. Thì các bạn nên nhớ là tại thời điểm này, hơn 60% doanh nghiệp và dịch vụ đang dần phải đóng cửa, cũng như là đang trên đà phá sản. Người lao động bị buộc phải thôi việc, thất nghiệp không lương. Thì việc các bạn vẫn còn đang đi học, ít nhất là học online thì vẫn được coi là đi học, chỉ gọi là học chậm đi một tí xíu thôi. Tức là các bạn vẫn còn khá hơn rất là nhiều người ngoài kia đang thất nghiệp. Vậy thì chiến thuật delay, tức là làm chậm đi quá trình tốt nghiệp, theo Thi lại là một thượng sách tại thời điểm này. Lời khuyên thứ nhất, kéo dài thời gian tốt nghiệp thêm 1-2 năm nữa. Một quy luật chung ở Úc cũng như là trên thế giới, nhưng mà Thi nghĩ là nó cũng sẽ phù hợp với Việt Nam. Kinh nghiệm đi xin việc làm ở những nước ngoài cho Thi biết là nếu như các bạn tốt nghiệp 1 năm rồi mà vẫn không kiếm được việc làm thì xem như tấm bằng của bạn vứt. Một là thị trường nó không cần cái ngành này nữa. Hai là cái bằng cấp của bạn nó quá thấp. Ba là do bạn lười không được chỉ kiếm việc, lý do 4, 5, 6 gì đó thì tùy, nhưng nói chung là không được chấp nhận. Trong một năm đó, xã hội đã thay đổi rất là nhiều, nhiều khả năng kiến thức của các bạn đã lỗi thời. Chưa kể là một năm đó là bạn không ôn luyện được gì á, nhiều khả năng là cái kiến thức của bạn sẽ quên. Cho nên thực tế là cái bằng cấp của bạn chỉ được bảo hành có một năm thôi. Đây là quy luật chung trong cái giới tuyển dụng nhân sự. Ý là đó giờ đều vậy, chứ không chỉ riêng gì mà nó chỉ mới xuất hiện trong cái thời điểm lên đây. Cho nên là bạn thấy là nếu mà bạn bỏ ra từ 3-4 năm để học đại học, rồi tốn biết bao nhiêu tiền, thời gian, công sức và thành quả của bạn mà chỉ được có bảo hành có một năm thôi, thì sau một năm đó người ta sẽ xét tới cái kinh nghiệm làm việc thôi. Thì cái bằng cấp của bạn nó cũng chỉ là kỷ niệm, cùng lắm là nó có cái giá trị cho những ai em học cao lên, ví dụ như là thạc sĩ, tiến sĩ. Cho nên đối với cái việc tuyển dụng, người ta sẽ đề cao cái kinh nghiệm làm việc hơn là bằng cấp. Bạn hình dung là chủ doanh nghiệp, họ sẽ mướn bạn vô để bạn kiếm tiền cho cái doanh nghiệp đó. Khi mà cái doanh nghiệp có lời rồi thì họ sẽ mở lại truy lại lợi nhuận cho bạn với hình thức gọi là trả lương đó. Doanh nghiệp không có thu nhập thì họ cũng sẽ sa thải nhân viên thôi. Cho nên nếu mà doanh nghiệp họ cần bạn thì bạn phải có kinh nghiệm để mướn một cái là biết việc và làm ngay. Chứ chủ họ không thích là phải tốn cái thời gian để chỉ việc cho bạn. Vậy thì việc họ nhận bạn khi mà bạn chưa có kinh nghiệm làm việc là do đâu? Là do họ có đủ nhân viên nằm cốt rồi, họ muốn có thêm nhân sự kế thừa để dự phòng trong trường hợp nhân viên cũ họ nghỉ, nên họ chấp nhận vẫn trả lương về training cho bạn, coi như đó là chi phí đầu tư. Nên bạn vẫn có cơ hội xin việc ở các doanh nghiệp lớn, cái hệ thống họ đã vận hành rồi. Bạn chưa có kinh nghiệm thì bạn có thể học việc, việc học của bạn nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái sự vận hành của bộ máy doanh nghiệp, cho nên họ vẫn có thể tuyển bạn. Thi giải thích cái này hơi kỹ một tí xíu để bạn hiểu được cơ hội kiếm việc của các sinh viên mới tốt nghiệp và chưa có kinh nghiệm. Đó là doanh nghiệp lớn, họ có bộ máy vận hành ổn định rồi. Các doanh nghiệp nhỏ thì chưa ổn định thì coi như là bạn biết cửa. Mà tin buồn là sau khi dịch thì các doanh nghiệp nhỏ là gần như là không còn nhiều. Nhiều doanh nghiệp lớn thì đều bất ổn và cũng trở nên mống manh, đồng nghĩa với việc là bạn phải cạnh tranh với rất nhiều người có kinh nghiệm, nhiều năm kinh nghiệm. Kiểu như trước dịch họ bỗng dưng bị sa thải hàng loạt, sau khi mà dịch kết thúc á, thì bắt đầu họ đổ xô đi xin việc. Trong cái bối cảnh là các doanh nghiệp nó sống sót sau dịch nó không còn nhiều, tức là cung nó vượt qua cầu. Vậy thì nếu các bạn tốt nghiệp vào khoảng giữa năm nay hoặc
trong năm nay, nhiều khả năng là bạn sẽ không thể kiếm được việc làm đúng ngành. Và nếu mà tình trạng kéo dài này một năm á, thì bằng cấp của bạn sẽ hết giá trị. Đó là lý do mà mình nói là các bạn nên giãn cái thời gian tốt nghiệp ra thêm 1 đến 2 năm nữa để cái thị trường việc làm nó ổn định rồi hẳn tốt nghiệp. Bạn có thể xin giãn cái môn học ra hoặc đi xin học trước, tức là sáng đi học chiều đi làm. Điều quan trọng là không phải là bằng cấp mà là cơ hội. Vì các bạn tốt nghiệp với tấm bằng càng cao trong khi mà chưa có kinh nghiệm làm việc lâu năm thì nó sẽ là một áp lực vô hình khiến cho chủ doanh nghiệp từ chối bạn. Vì bằng cấp cao là đồng nghĩa với lương cao, mà không biết việc thì không thể xài được liền. Vậy thì mướn làm cái gì? Cái đó là cái tâm lý chung của nhà tuyển dụng. Chẳng thà là bạn đi xin việc với một cái tấm bằng trung thôi, như là trung cấp, cao đẳng, có khi còn dễ xin việc làm hơn. Đó là cái kinh nghiệm thực tế. Lời khuyên thứ hai, học ngắn nhất có thể. Nghe nói thì nó hơi ngược ha. Hồi nãy thì mình khuyên là học dài ra, thời gian học kéo dài ra, giờ lại nói là học ngắn nhất có thể. Đấy là mình dùng cái từ ngắn. Ngắn ở đây là chiến thuật dành cho mọi hoàn cảnh, chứ không riêng gì trong hoàn cảnh đại dịch. Lý do là càng ngày các chương trình ở cấp độ đại học càng trở nên mau lỗi thời và không còn theo kịp với sự phát triển của xã hội nữa. Các bạn hay chê trường đại học ở Việt Nam là dạy kiến thức cũ, lỗi thời, nhưng mà sự thực thì các trường đại học lớn ở các nước đã phát triển cũng chịu cái sự chỉ trích tương tự thôi. Mặc dù là họ cũng đã cải cách cái giáo dục hàng năm, ví dụ như là hồi thi du học đi, do là mình cũng học về công nghệ đó, nên những cái môn mà năm nhất mình học, sau đó là lên năm 3 mình xem lại mấy đứa năm nhất học á, thì mỗi cái môn này phát hiện là trường nó bỏ hết rồi. Và lúc mà thi nhận bằng tốt nghiệp á, thì là sinh viên duy nhất của cái chuyên ngành mà thi chọn là nhận bằng. Lý do là thi delay cái việc học là một năm, cái là cái ngành mà mình chọn nó bị bỏ mất tiêu rồi. Đúng là nó bị thay thế, nên mình là sinh viên cuối cùng tốt nghiệp cái chuyên ngành này. Và thực tế là cái bằng tốt nghiệp đó nó cũng lạc hậu luôn ngay sau khi được nhận. Vấn đề không phải là trường thích thay đổi, mà là do nhu cầu xã hội nó thay đổi, nên trường buộc phải thay đổi để bảo vệ cái cơ hội xin việc của sinh viên. Và đấy là thế này ha, nền giáo dục của các quốc gia phát triển luôn tìm cách thu gọn khóa học của sinh viên nhanh nhất có thể. Mà sinh viên cũng không có muốn học lâu trong trường đâu. Họ mong tốt nghiệp sớm để đi làm, để sử dụng ngay kiến thức đã học, chứ mà để lâu thì nó sẽ lạc hậu. Bạn không tin nè, cho số liệu ha. Trừ những cái môn khoa học chuyên sâu như là bác sĩ, dược sĩ, cơ bản là học càng lâu thì càng tốt. Tốt nghiệp xong thì vẫn có thể học tiếp, cao nữa thì mình không bàn. Còn lại thì đa phần ở Úc, sinh viên đại học chỉ học 3 năm là tốt nghiệp, còn sinh viên cao đẳng là chỉ học chừng từ 1 đến 1,5 năm thôi. Cùng một cái chương trình như vậy, ở Anh là cội nguồn giáo dục của Úc ha, người ta còn thu gọn ngắn hơn nữa, tức là rút 3 năm thành 2 năm đại học là xong. Nếu bạn không tin thì bạn có thể vào trường IMIT Việt Nam để hỏi. Sinh viên có đại học dồn môn, không nghỉ lễ, thì một chương trình cử nhân đại học tương đương có 6 học kỳ, học trong vòng 3 năm với 2 học kỳ mỗi năm. Nếu thích thì có thể dồn thành là 2 năm với 3 học kỳ mỗi năm để tốt nghiệp sớm hơn. Học phí thì như nhau, tức là xu hướng học nhanh để mau lấy bằng rồi ra kiếm việc làm là có. Trong khi đó thì là ở Việt Nam các bạn phải học đến 4 năm đại học, trong đó có 2 năm đầu là học đại cương. Thi thì không học đại học Việt Nam, nhưng mà nghe các bạn sinh viên nói là cái môn đại cương học rất là chán, học đều giống nhau hết, không có chuyên ngành. 2 năm sau mới học chuyên ngành. Nếu mà rút bớt mấy cái năm đại cương lại á, thì thời gian học cũng giống như là học đại học nước ngoài thôi. Dĩ nhiên là cái việc rút hay là tăng thời gian học là do Bộ Giáo dục, còn các bạn thì chỉ có thể lựa chọn là việc học hay là không học thôi. Lời khuyên của Thi dành cho các bạn còn đang mịt mù, chưa biết học gì cả, hay là còn lơ mơ về khả năng kiếm việc làm xong sau khi học xong á, các bạn nên học cao đẳng với trung cấp nghề thôi. Thi nói thật là các bạn học cao đẳng với cơ hội kiếm việc làm nó chắc chắn hơn là học đại học. Ví dụ như là thống kê census của chính phủ Úc đi, tức là điều tra dân số Úc cứ 5 năm một lần, thì vào năm 2016 cả nước Úc có gần 3 triệu người sở hữu bằng cử nhân đại học, trong khi cao đẳng là gần 1,7 triệu người, bằng nghề thì hơn 3,2 triệu người. Tính ra thì là trung cấp nghề với cao đẳng cao gần gấp đôi đại học. Tỷ lệ này tương đương với năm 2011, dĩ nhiên là số liệu sau 5 năm nó phải tăng lên là do dân số nó tăng.
Uy tín của số liệu này thì Census là một cái thống kê điều tra dân số cứ 5 năm một lần. Tất cả mọi người trên đất Úc đều phải khai báo và số liệu này đều được công khai trên website của chính phủ. Nhiều thứ lắm, không chỉ có giáo dục không đôi đâu. Nó nói chung là rất là minh bạch ha. Và một thống kê khác cũng cho biết là dân cử nhân ở bên Úc khó kiếm việc làm ở nhân cao đẳng. Rõ ràng luôn, nước ngoài nó như vậy thì mình nghĩ là ở Việt Nam thì cũng như vậy thôi. Mặc dù là số liệu Việt Nam thì mình không tin tưởng cho lắm. Vậy cụ thể chiến thuật ở đây là gì? Học thấp thôi, trừ những cái vị trí chuyên ngành đòi hỏi học vấn cao thì không nói làm gì, như là số lượng cũng không nhiều. Vậy thì lợi thế của cao đẳng so với đại học là gì? Học dễ hơn, học phí rẻ hơn, thầy cô quan tâm nhiều hơn, mau có bằng ra trường sớm hơn, nộp tấm bằng khiêm tốn thì cơ hội được nhận cũng cao hơn. Dĩ nhiên là các bạn sẽ nói rằng là lương thấp hơn, chưa chắc, mà cứ cho là thấp hơn đi. Vậy thì bây giờ mình thử làm xem có đài toán xem là nó thấp hơn bao nhiêu ha. Ví dụ bạn học cao đẳng đi, ra trường thì lương là 5 triệu một tháng, còn đại học ra trường là lương 8 triệu một tháng đi. Ví dụ vậy đi, tại vì mức lương còn tùy ngành, tùy công ty. Vấn đề là đại học học 4 năm ra trường, trong khi cao đẳng chỉ có đến 2 đến 2,5 năm là ra trường rồi. Coi như là 2 năm đi cho chảnh. Cao đẳng thì lương thấp hơn thật, nhưng mà các bạn được quyền đi làm sớm hơn 2 năm. Đại học ra trường chưa chắc kiếm được việc làm thì cao đẳng đã kiếm được 120 triệu rồi. Rồi năm sau nó lại kiếm thành 180 triệu. Trong khi đại học lúc đó chỉ mới kiếm được có 96 triệu thôi. Nếu mà cái anh cao đẳng vẫn còn ham học thì có thể học tạc chức, tức là sáng đi làm tối đi học, thì sau 3-4 năm là có thể cầm được bài học brand new trên tay cùng vài năm kinh nghiệm, quay lại bắt ông chủ tăng lương lên chức. Ngon chưa? Chúng ta đừng nói đến việc là có bằng đại học sớm hay muộn ở đây ha. Việc học là việc học cả đời, nếu mà kiên trì thì trước sau gì cũng sẽ có bằng đại học thôi. Tới 30 tuổi thì ai cũng đều có bằng đại học hết. Xuất phát điểm thì có thể thấp hơn một tí xíu, cái này gọi là khiêm tốn. Nhưng đây là một cái cuộc đua đường dài mà. Nhiều khi là sau này cái anh cao đẳng lại có bằng MBA, trong khi là cái anh đại học thì thất nghiệp, phải học lại ngành khác và vẫn khó như thường. Vậy ha. Lời khuyên cuối cùng, đi làm thêm. Cái này thì Thi nói ngắn gọn thôi, tại vì Thi sẽ có một chủ đề chuyên sâu về cái việc đi làm thêm này. Không cần biết là các bạn có tốt nghiệp hay chưa, Thi vẫn khuyên các bạn là các bạn trẻ là nên ra đời càng sớm càng tốt, dìm cái chí diện của mình xuống, làm hết tất cả mọi công việc khi mình có cơ hội. Thời gian này thì không phải là hy vọng để làm giàu, ban đầu là để sinh tồn cái đó. Tại vì cái bài này mình nói chung cho nhiều người nghe đó, bảo đảm là không phải ai cũng có gia đình có thể chu cấp được tài chính cho mình đến tận cái lúc mà mình lập gia đình hết. Nên đi làm để tìm hiểu được xã hội cần gì, mình cần gì, mình phù hợp với những công việc gì, xã hội này có công bằng hay không, có bóc lột con người hay không, lương như thế này có đủ sống hay không. Bảo đảm là chừng 2 đến 3 năm lăn lộn làm việc nghiêm túc thì các bạn sẽ tự nhận ra là mình có chọn đúng ngành hay không, có cần phải đổi ngành hay không, hay là nghỉ luôn khỏi học, hay đi khởi nghiệp luôn, lập lại. Nói chứ nghỉ học luôn là một quyết định rất là mạo hiểm, nhưng mà đời là của các bạn mà, chọn sai thì chọn lại thôi. Cho nên là mới nói là đi làm sớm để khôn sớm, lỡ mà chọn sai á, thì còn có thời gian để chọn lại. Ok, tóm lại thế này ha, hướng nghiệp là một công việc rất là khó, mỗi nhà mỗi cảnh, không có một kiến thức chung nào cho tất cả mọi người đâu. Nhưng có một chiến thuật mà bản thân Thi thấy nó đúng với Thi, cũng như là mấy em của Thi và cũng một số đứa bạn, những người bạn khác. Mà hay một cái là trong hoàn cảnh này là mình lại có một cái hình ảnh trừu tượng nó phù hợp để giải thích cho các bạn. Đó là các bạn hãy để cho mình tự nhiễm virus đi. Virus sẽ làm cho bạn đau khổ, lo lắng, căng thẳng, cảm giác như là thế giới này nó sụp đổ, không còn tương lai. Virus ở đây chính là cái cuộc sống thật của bạn sau khi ra trường. Bạn sẽ có các bác sĩ chăm sóc. Bác sĩ ở đây chính là cha mẹ, thầy cô, bạn bè. Nhưng không có một cái thứ thuốc nào có thể giúp cho bạn tiêu diệt được virus hết. Họ chỉ giúp cho virus yếu đi, còn bạn phải tự đánh bại nó bằng chính cái kháng thể của mình. Tuy tự tin là các bạn đều có cái bản năng sinh tồn, tự nó sẽ bộc lộ ra khi mình gặp nguy hiểm. Các bạn sẽ tiêu diệt được virus chắc chắn một lần thôi, và tự miễn dịch mãi mãi. Vậy thì hãy chuẩn bị đi, hết dịch một cái là lao ra đường làm hết tất cả mọi thứ. Cuối cùng thì vẫn như mọi khi, nếu bạn nào thấy clip của Thi hay thì hãy share cho các bạn khác cùng xem. Nếu chưa follow thì hãy follow, nhấn nút subscribe trên YouTube hay là follow trên Facebook để không bỏ lỡ các video clip tiếp theo. Từ giờ Thi sẽ post đều đặn vào mỗi thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Hẹn gặp lại các bạn.